Trong trường hợp khẩn cấp mà bạn nhất định phải biết, thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trên Apple Watch của bạn giống như quay số 911 ở Hoa Kỳ, 999 ở Anh hoặc 000 ở Úc. Nó sẽ kết nối bạn với các dịch vụ khẩn cấp nơi bạn sẽ nói chuyện với một nhà điều hành để xác nhận xem bạn có cần cảnh sát, cứu hỏa, cứu thương hoặc dịch vụ khẩn cấp khác trong khu vực của bạn không. Nếu bạn có Apple Watch có kết nối di động, bạn có thể sử dụng tính năng này ở bất cứ đâu. Nếu bạn có Apple Watch mà không có kết nối di động tích hợp, bạn sẽ cần ở trong phạm vi của iPhone để nó hoạt động. Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trực tiếp từ Apple Watch của bạn, bạn cần nhấn và giữ nút bên cho đến khi bạn thấy thanh trượt SOS khẩn cấp xuất hiện. Tiếp tục giữ nút bên cho đến khi có âm thanh cảnh báo và bạn sẽ thấy đếm ngược khẩn cấp bắt đầu. Ngoài ra, trượt thanh trượt khẩn cấp SOS khẩn cấp sang phải để kết thúc cuộc gọi, bấm mạnh vào màn hình và nhấn kết thúc cuộc gọi.